Xin chào tất cả mọi người, rất vui được chào đón mọi người tới với buổi hội thảo trực tuyến giải pháp mạng truyền thông Modbus với Symantec PLC S7 của Ban Công nghiệp số Siemens Việt Nam. Trước tiên mình xin tự giới thiệu, mình tên là Trần Văn Hiếu, hiện là chuyên viên tư vấn tại Ban Công nghiệp số của Siemens Việt Nam. Đồng thời mình cũng là giảng viên và kiêm quản lý của Trung tâm Đào tạo Tự động hóa và Số hóa Seatrend. Hôm nay thay mặt cho Ban Công nghiệp số Siemens Việt Nam, mình rất vui được chia sẻ với mọi người những kiến thức về Modbus và cái giải pháp kết nối với Semantic PLC S7 của Siemens. Để hội thảo được diễn ra suôn sẻ thì mọi người vui lòng tắt tiếng trên thiết bị của mình và chỉ bật tiếng khi có câu hỏi vào cuối chương trình. Trong quá trình diễn ra hội thảo, nếu mọi người có thắc mắc, vui lòng đánh vào ô chat để chúng ta có thể được hỗ trợ bởi Hiếu và cũng giống như là các đồng nghiệp của mình hiện nay đang tham gia trong chương trình này. Và rất là cảm ơn cái sự hợp tác của mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua và bắt đầu sang nội dung chính của buổi hội thảo. Thì nội dung chính của buổi hội thảo trực tuyến của chúng ta sẽ gồm có 5 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta sẽ tổng quát và giới thiệu về mạng truyền thông Modbus. Vấn đề thứ hai là chúng ta sẽ lựa chọn thiết bị Modbus với PLC S7 1200, 300 và 1500. Vấn đề thứ ba là chúng ta sẽ nói về cái cấu hình truyền thông của Modbus RTU. Vấn đề thứ tư là chúng ta sẽ nói về cấu hình truyền thông Modbus TCP IP. Và phần thứ năm là chúng ta sẽ chuyển qua phần thực hành. Hiếu sẽ hướng dẫn các bạn thực hành trên phần mềm TIA Porto. Đó. Và cũng giống như là trên phần mềm PLC SIM Advanced, tại vì rất nhiều bạn cho tới hiện nay không phải bạn nào cũng có điều kiện có thể là mua đầy đủ các cái bộ controller của Siemens để về chúng ta thực hành. Thì cái điều kiện mà để cho chúng ta ai cũng có thể thực hiện được đó là chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm PLC SIM Advanced. Và vào nội dung đầu tiên của buổi hội thảo ngày hôm nay của chúng ta là nói về tổng quan về hệ thống mạng truyền thông Modbus và cái sự thay đổi của truyền thông Modbus từ những năm 2013 cho tới nay. Nó có những cái dịch chuyển từ Modbus sang các cái mạng truyền thông khác, cũng giống như là các cái mạng truyền thông khác có một cái sự thay đổi đối với cái công nghiệp hiện nay như thế nào. Thì để đi vào chi tiết thì trước tiên đó Hiếu sẽ giới thiệu một số cái mạng truyền thông công nghiệp phổ biến. Thì ngoài cái mạng truyền thông công nghiệp Semantic Net như là Profibus, Profinet, ASI thì chúng ta còn rất nhiều cái mạng truyền thông công nghiệp phổ biến khác như là Modbus này, Ethernet, CC-Link, Ethernet IP đó, vân vân. Thì mạng công nghiệp truyền thông Modbus tại sao lại được trình bày đây? Tại vì nó chiếm một cái thị phần cũng tương đối trong các cái phần truyền thông mạng ở Việt Nam cũng giống như là trên toàn thế giới. Đấy là cái lý do mà Hiếu muốn chia sẻ để cho mọi người nhìn nhận thấy với Modbus với PLC Siemens nó dễ dàng như thế nào. Đó. Và chúng ta sẽ tham khảo một cái thông tin được một cái nghiên cứu của IMS đưa vào ra vào năm 2013. Đó, thì chúng ta với cái gì ạ? Cái truyền thông của Profinet thì nó chiếm khoảng 30%. Đó, của Ethernet IP chiếm cũng khoảng 30%. Của Modbus TCP sẽ chiếm khoảng 17%. Ethernet PowerLink chiếm 9%. Ethernet chiếm 7% và các cái mạng truyền thông khác chiếm khoảng là 7%. Đó. Thì đây là đánh giá nghiên cứu dựa trên là Industrial Ethernet, tức là cái giao thức Ethernet công nghiệp. Thì đây là đánh giá vào năm 2013. Thì tới năm 2019 thì có một cái đánh giá khác do Hitmarkets thực hiện và nó hiện nay nó thuộc là Informa Tech và đánh giá vào năm 2019. Thì có một cái sự dịch chuyển thay đổi nhẹ như thế này. Các bạn có thể thấy trên slide của chúng ta đó là gì? Profinet còn 29%. Đó.
Ethernet IP còn 27%, Ethernet TCP IP là chiếm 17%. Thì thực ra cái Ethernet IP này á, đây chính là cái giao thức OUC, mà một trong những cái phần mà Hiếu đã chia sẻ trong trong truyền thông về Profinet trước đó. Các bạn có thể tham khảo lại trong video để chúng ta hiểu về OUC, về Ethernet TCP IP và những cái giao thức liên quan của nó. Thì khi mà sử dụng các giao thức này, các bạn có thể sử dụng với hầu hết các PLC, các hệ thống tự động hóa. Còn nếu mà chúng ta sử dụng những cái phần nền tảng của SemanticNet thì chúng ta sẽ sử dụng Profinet là rất là tiện lợi. Thì ngoài ra chúng ta sẽ nhìn nhận thấy là Modbus TCP đã có cái sự giảm rất là rõ ràng. Tức là từ năm 2013 chúng ta từ có 17% và hiện nay chúng ta chỉ còn 7%. Ethercat còn 6%. CC-Link IE vươn lên được khoảng 4% và các cái mạng truyền thông khác còn lại khoảng là 10%. Thì các bạn biết là có rất nhiều các giao thức khác, có thể cái bảng đánh giá này á, nó chưa hoàn toàn chính xác. Tại vì cái sự nghiên cứu này có thể là chưa hoàn toàn chính xác trên tổng quan 100%. Tuy nhiên á, cái bảng đánh giá này á, được đưa ra thì đây là một trong những cái bảng đánh giá được được phổ biến ở Internet. Thì mình nghĩ cái bảng đánh giá này nó khá là hoàn chỉnh để chúng ta dựa vào đây để gì, để nhìn nhận cái vai trò dịch chuyển của các cái truyền thông. Thì chúng ta thấy Modbus đã có một cái sự thay đổi tương đối từ 17% xuống còn 7%. Tuy nhiên con số này cũng là một cái phần tương đối để chúng ta vẫn tiếp tục duy trì cái hội thảo này và chia sẻ những cái thông tin để giúp ích cho các bạn khi thực hiện truyền thông về về Modbus thực hiện một cách dễ dàng. Thì để đi vào chi tiết hơn thì tôi sẽ nói tổng quan về cái mạng truyền thông Modbus. Thì Modbus đó là do Modicon phát triển năm 1979 và hiện nay nó thuộc về Schneider Electric. Thì Modbus là một trong những cái phương thức truyền thông, có thể nói là một trong những phương thức truyền thông đầu tiên được đưa vào ứng dụng trong công nghiệp đó. Và gì, nó dựa trên cái nền tảng phù hợp cho là truyền thông serial với các cái cặp dây xoắn đơn. Với cái sự thay đổi của Modbus từ nền tảng RS-232 cho tới RS-485 và hiện nay nó với cái sự hỗ trợ của Industrial Ethernet, nó có là sự chuyển dịch sang là TCP đối với Modbus đó, để nó tăng cường cái gì, tăng cường cái tốc độ truyền, tăng được cường khả năng về về dữ liệu đó. Và đây là một trong những cái tiêu chuẩn phổ thông, tại vì sao, hầu hết tất cả các thiết bị đều tích hợp Modbus vào trong đó. Mình nói là hầu hết thôi chứ không phải là tất cả, thì nhưng mà hầu hết khi các bạn mua ví dụ như biến tần Siemens thì trong đó nếu nó không có giao thức nào nữa thì chắc chắn nó cũng có giao thức Modbus ở trong đấy đó. Đó, các bạn có thể để ý kiểm tra thêm. Và đây là một trong những giao thức là miễn phí, chính vì cái lý do miễn phí đấy nó cũng dẫn tới là cái sự thông dụng và phổ biến. Và Modbus thì nó hoạt động dựa trên cái nguyên lý của master và slave. Thì các bạn có thể thấy như là trên trên slide của chúng ta thì một Modbus master có thể kết nối với nhiều slave. Thì trong đó các bạn biết ở đây là chúng ta có các cái module là CB1241 hoặc là CM1241. Thì mỗi một cái CB1241 này hoặc một CM1241 nó sẽ tương đương với một cái vị trí kết nối của là gì? Modbus master hoặc là slave tùy theo cái cấu hình của người dùng. Thì trong đó là chúng ta sẽ có một master có thể kết nối được một hoặc nhiều slave tùy theo người dùng ha, tùy theo người dùng mong muốn. Với cái chức năng của master thì thông thường đó là những con PLC, các cái hệ thống DCS hoặc là các cái máy tính. Và các slave là các cái thiết bị trường, các cái cảm biến đo lường hoặc là các cái hệ thống là liên quan tới biến tần. Và một master có thể kết nối tới 247 slave. Thì trong cái phần tiếp theo Hiếu sẽ
nói là tại sao nó kết nối có thể lên tới là 247 slaver. Thì có rất nhiều các cái giao thức truyền thông Modbus. Trong đó thì chúng ta có ba cái giao thức truyền thông Modbus được sử dụng phổ biến là Modbus ASCII, Modbus RTU và Modbus TCP. Thì có những cái Modbus khác các bạn có thể tìm hiểu thông tin trên Internet hoặc trên cái trang về Modbus, tất cả những cái thông tin các bạn có thể đọc. Thì trong đó Modbus sau này có phát triển ví dụ như là Modbus over TCP hay là Modbus over TCP IP, thì hai cái đấy vẫn là một. Ngoài ra nó còn một cái tên gọi là Modbus RTU sạc IP, tức là bản thân của nó là Modbus RTU dựa trên nền tảng của IP address. Đó. Thì chúng ta sẽ có là Modbus over UDP hay là Modbus plus. Đó. Đó. Hay còn gọi là Modbus cộng. Đó. Thì chúng ta có còn nhiều nữa các bạn coi thông tin nó coi những cái mở rộng và cái biến thể của Modbus TCP để nó ứng dụng và đáp ứng theo những cái tiêu chuẩn do người dùng mong muốn. Đó. Và tất cả các cái thông tin của Modbus khi nó gửi từ master xuống slaver thì nó sẽ theo một cái định dạng format với những cái mã hóa riêng biệt. Ví dụ như là Modbus ASCII thì nó có cái gì ạ? Trong đó nó có một cái gói tin khi truyền đi và thực hiện nó mã hóa theo cái mã hexa dựa theo cái đặc tính là ASCII 4 bit đó. Và chúng ta có thể thấy dữ liệu của nó khi thực hiện cái thông tin đó là một byte thông tin của nó cần có 2 byte về truyền thông. Ví dụ như chúng ta sẽ phải cần có hai character đó thì nó tương đương với 2 byte, hoặc là cái function code của chúng ta nó cũng tương đương, nó phải cần với gì ạ? Với 2 byte, tức là cần 2 character đó, thì nó gấp đôi so với Modbus RTU và Modbus TCP. Đó. Modbus ASCII là một trong những giao thức chậm nhất trong ba giao thức vừa kể trên, tức là nó là chậm nhất đối với là Modbus RTU và TCP. Tuy nhiên nó lại thích hợp đối với cái việc kết nối trong các cái hệ thống modem điện thoại hoặc là sóng radio, chính vì cái lý do ổn định đối với các hệ thống của ASCII thì nó giúp cho các cái hệ thống viễn thông á, được kết nối tốt. Và tới hiện nay thì trong viễn thông thì người ta vẫn còn sử dụng đối với cái truyền thông Modbus ASCII này. Tuy nhiên dần dần nó sẽ thay thế, nhưng mà nó vẫn còn sử dụng vì cái độ ổn định của hệ thống. Đó. Thì trong công nghiệp thì hầu như cho tới nay ấy, đối với cái việc mà tiếp xúc về Modbus ấy, Hiếu hầu như chưa có động tới. Đó. Và hai cái giao thức Modbus được phổ biến rất nhiều trong công nghiệp thì chúng ta có thể nói tới là Modbus RTU. Trong Modbus RTU ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái nền tảng sử dụng của nó là dựa trên nền tảng của RS-232 hoặc RS-485. Một cái gói tin của nó được mã hóa theo hệ nhị phân để chúng ta truyền thông tin đi. Thì cái tốc độ truyền của nó đi từ tầm là 1.200 cho tới là 115.200 bit trên giây, với cái tốc độ phổ biến nhất trong công nghiệp đó là đi từ 9.600 hoặc là 19.200 bit trên giây. Thì những cái tốc độ này là phổ biến cài đặt, tại vì nó liên quan tới một đó, là nó nằm ở một cái mức là tốc độ chung. Đó. Hai ấy, là cái khoảng cách đường truyền về Modbus nó cũng ở một cái mức tương đối. Đó. Rồi thì trong cái phần đó, Modbus, các cái phần Modbus nói chung đó, về công nghiệp thì Modbus RTU là phổ biến nhất. Tại vì sao? Nó là một trong những cái nền tảng đầu tiên và có những cái thiết bị nó không cái hỗ trợ Ethernet thì nó sẽ không có hỗ trợ Modbus TCP, nhưng mà nó có hỗ trợ các cái giao thức serial á thì nó cho phép là Modbus RTU được tích hợp. Đó. Thì đây là những cái mà chúng ta có thể thấy á, là lý do tại sao mà Modbus RTU được hỗ trợ và được sử dụng rất nhiều. Thì các cái định một cái message của nó sẽ như sau, gồm có byte, gồm có thanh ghi là dữ liệu start này và end,
để làm gì? Để nó xác định cái dữ liệu bắt đầu và kết thúc của cái chuỗi message đó. Thì sau đó nó sẽ có các cái địa chỉ. Thì các bạn còn nhớ hôm nay chúng ta nói tới là từ 1 1 cho tới gì ạ? À? Cho tới là 247, thì chúng ta chỉ cần là 8 bit thôi. Tại vì 8 bit là 2 mũ 8, mà chúng ta trừ cái một là địa chỉ bắt đầu bằng 0 ấy, là nó ra 255. Nó đã lớn hơn so với 247. Nên cái việc mà sử dụng cái bit dữ liệu đó để định địa chỉ cho modbus RTU thì chúng ta chỉ cần cần gì ạ? Cần một byte thôi, tức là 8 bit. Và mã function code thì chúng ta có khoảng là 255 mã function code. Do đó chúng ta cũng chỉ cần là 8 bit mà thôi. Còn data khi chúng ta chuyển á, là theo chuỗi bit. Và trong chuỗi bit đấy chúng ta phải là đơn vị là cái bội số của byte. Đó. Nó phải chia hết cho 8. Nên chúng ta sẽ là n nhân cho 8. 8 bit. Và khi kết thúc để chúng ta kiểm tra cái tính chẵn lẻ của cái chuỗi chuỗi bit để chúng ta thực hiện cái gì ạ? Cái khung truyền này nó có bị lỗi hay không thì chúng ta check CRC, tức là check và kiểm tra lỗi. Đó. Và tương tự như vậy thì chúng ta có modbus TCP/IP. Thì trong modbus TCP/IP ấy, các bạn có thể thấy như thế này. Xin lỗi, các bạn có thể thấy cái vị trí ở đây ấy là trong modbus TCP/IP nó sẽ không có check CRC các bạn nhé, không có check CRC đấy. Cái phần này thì các bạn lưu ý, mình sẽ phải sửa lại trong trong slide cho các bạn khi mà gửi nha. Một số cái thông tin nhầm lẫn nhỏ ở đây là chúng ta sẽ không có check CRC rồi. Thì còn ngoài ra check CRC thì còn lại tất cả các cái mà chúng ta có thể thấy ấy, thì thay vì check CRC nó có những cái status để nó đọc các cái trạng thái về báo lỗi thôi, thì đây cũng là một trong những cái cách kiểm tra, nhưng mà về bản chất nó không có check CRC đối với modbus TCP. Các bạn lưu ý giúp mình. Và chúng ta có thể thấy ở đây là function code và data nó sẽ rất là giống nhau đúng không? Tức là cái phần khúc mà function code và dữ liệu chúng ta thực hiện truyền đi thì nó giống nhau. Thì trước mà thay vì đối với modbus RTU chúng ta sẽ có lay ID, chính là gì? Modbus slave address, tức là địa chỉ của modbus slaver định vào. Thì chúng ta sẽ có một cái là modbus TCP header để làm gì? Để chúng ta sẽ xác định được cái dữ liệu, cái độ dài và cái giá trị mà thanh ghi nó sẽ cần truyền tới cái thiết bị slaver của chúng ta là gì. Ví dụ như từ 192.168.111.20 chúng ta muốn truyền sang là 192.168.11.21 thì chúng ta sẽ phải có một cái header để nó định toàn bộ những cái địa chỉ về connection cho gì, cho modbus TCP truyền qua gì, server hoặc ngược lại. Thì đây á, nó phát triển dựa trên nền tảng gì ạ? Nền tảng của Industrial Ethernet. Và cách kết nối của nó, thay vì chúng ta sử dụng là master và slaver thì chúng ta sẽ thay bằng là client và server. Rồi, chúng ta sẽ có thêm là dữ liệu về modbus đó, nó sẽ được tóm gọn trong một cái gói tin TCP duy nhất đó. Thì dẫn tới là chúng ta sẽ phải kiểm tra đó, cái việc mà truyền gói tin đấy. Thì cái việc mà truyền gói tin đấy thì chúng ta sẽ nói thêm trong phần đó là cấu hình cho modbus TCP đấy. Thì đơn giản về giản lược về một số cái thông tin của modbus TCP, modbus RTU hoặc ASCII để chúng ta nắm được cơ bản. Thì trong phần tiếp theo Hiếu sẽ hướng dẫn cho các bạn á, sử dụng một cái tool để bóc tách lựa chọn cấu hình và thực hiện đưa vào trong TAA Porto. Đấy là cái tool TAA Selection Tool, và cái tool này rất là dễ dàng và giúp cho người dùng xử lý thật là tuyệt vời. Đó. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ngay bây giờ nhé.
rồi, mình sẽ mở cái tool này ra. Rồi đây cái tool của mình đó, khi cái đặc điểm của cái tool này á, là các bạn rất là nhẹ là một, thứ hai là miễn phí, thứ ba là bóc tách cấu hình đó, nó sẽ tính toán cho mình không sót một cái chi tiết gì nếu các bạn thực hiện. Cái thứ tư á, là nếu mà các bạn muốn lấy những cái thông tin về menu, về datasheet, về bản vẽ, về e-case thì các bạn có thể log on vào trong hệ thống có một cái tài khoản trên Support Industry của Siemens và các bạn gửi cái data này lên và các bạn chỉ chờ trong vòng khoảng 15 20 phút gì đó tùy theo cái cấu hình các bạn bóc tách lựa chọn thì nó sẽ gửi cho các bạn một cái email trong đấy mang đầy đủ tất cả các cái thông tin về cấu hình ha. Và giờ để thực hiện thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn như sau. Chúng ta vào trong Project View để chúng ta nhìn cái tổng quan cái gì ạ? Cái giao diện. Rồi, ở đây thì chúng ta có thể rename một cái group lại, nó có sẵn như thế này. Chúng ta gọi là Modbus Choose. Đó. Rồi, chúng ta có thể chọn vào share lại ha, chúng ta sao lưu. Và cái tool này á, nó hoàn toàn có thể chạy trên cloud nhé các bạn có thể download cái tool này về hoặc chạy trên cloud cũng được để các bạn lưu cũng được. Thì cái này các bạn chỉ cần search là TIA Selection Tool Cloud thì nó sẽ ra. Còn đối với mình toàn xài offline không à, tại vì phần mềm nó cũng khoảng 300 MB gì đó, khá là nhẹ. Thì chúng ta sẽ vào Project Demo đó. Thì tất cả những cái phần mà thực hiện xong thì mình sẽ gửi lại cho các bạn. Mình là Modbus Selection đó, mình sao lưu lại thôi. Rồi mình sẽ add new device, mình chọn vào controller, mình chọn là basic controller, mình chọn là S7002 và ở đây mình sẽ cấu hình các bạn nhé, sẽ cấu hình khá đơn giản, cầm lôi ra đó. Thẻ nhớ không cần, ngàn hai đâu cần thẻ nhớ. Rồi chúng ta sẽ có hai cái dạng để sử dụng, một là chúng ta sử dụng Come Location Board, tức là cái board này sẽ gắn vào ngay cái vị trí này đó. Và cái vị trí ở đây ấy, nó có thể dùng cho Come Location Board để gắn về Modbus hoặc nó có thể gắn cho một vài IO hoặc analog, nó gọi là Signal Board. À, cái này thì tùy các bạn. Ví dụ như mình chọn vào Board, Come Location Board, hoặc chúng ta có thể gắn vào ba cái module ở bên đây ha. Ngàn hai nó hỗ trợ tối đa là ba module. Rồi, thì các bạn có thể thấy với gì ạ? Với S7102 thì các bạn có thể sử dụng là module của RS232 hoặc là RS485 422 để thực hiện làm truyền thông Modbus. Thì mình sẽ thực hiện với 485, tại vì sao? Tại vì nó sử dụng multi-drop, nó mới hỗ trợ được nhiều cái station, còn 232 là point to point, hỗ trợ có được một station thôi. Đó. Rồi chúng ta có thể nối ra bên đây. Đó. Và trong trường hợp các bạn hỏi vậy cái bo ở chỗ này với cái module này á, nó khác nhau cái gì? Nó có một cái khác nhau là nó bo nó không có hỗ trợ RS485, à 422, nó chỉ hỗ trợ RS485 mà thôi. Đấy, các bạn sẽ thấy này, cái bo này chỉ hỗ trợ RS485 đó, hết rồi. Về dung lượng truyền, về số lượng truyền nó cũng là tương đương nhau đó. Do đó nếu các bạn muốn rẻ thì các bạn sử dụng cái bo này cho nó rẻ. Tuy nhiên mình vẫn thích một cái module kết nối đơn giản như thế này, có cổng port cắm vào vậy là xong. Khá đơn giản các bạn nhé. Và sau khi thực hiện xong các bạn có thể thấy mã hàng ở đây. Đây là thấy những cái mã hàng thông tin, chúng ta có thể kéo lên chúng ta coi những thông tin ở đây. Đây module. Và tương tự như vậy chúng ta có thể thể gì ạ? Vào device controller, chúng ta vào advanced S7 1500 thì các bạn có thể thấy là chúng ta chọn con CPU 1513
Con CPU này nó tương đương với con 3155 HP NDP nha. Và tất nhiên giá của nó rẻ hơn. Thẻ nhớ thì thông thường mình mua cái thẻ nhớ 24 MB không ạ? Chứ mình không có mua cái thẻ nhớ 4 MB, tại vì trong trường hợp sau này các bạn phải nghĩ để lập trình một cái hệ thống tự động hóa là chúng ta nghĩ con đường tương lai để sau này có thể mở rộng, và chúng ta phải tính toán cho người dùng đó là sau này có khả năng mở rộng hệ thống của người ta, có khả năng mở rộng chứ đừng có gói gọn cho người ta một cái hệ thống chết luôn. Rồi chúng ta sẽ chọn OK, và sau đó để thực hiện về truyền thông thì chúng ta sẽ vào Communication Module. Các bạn sẽ thấy ở đây này rất nhiều module, thì chúng ta sẽ có là hai picture đó, basic, thì các cái dòng basic á, nó chỉ hỗ trợ là report serial, tức là gì, các bạn đọc theo tính năng là serial report và nó không có hỗ trợ về function đối với modbus. Vậy nếu các bạn mà mua basic về á, các bạn phải quay trở lại cái slide vừa rồi, đó là gì, định lại thanh ghi, định lại địa chỉ và định lại tất cả mọi thứ đó, trừ đi là start, trừ đi em, trừ đi cái gì ạ, address, slaver, rồi chúng ta lại tiếp tục là trừ đi gì ạ, trừ đi cái function code, thì phần còn lại chính là cái data mà chúng ta thực hiện cái việc đấy làm. Nói thì đơn giản nhưng mà tới lúc làm đó, nó không hề đơn giản, cũng tốn thời gian khá tốn kém, và các bạn phải hiểu về truyền thông serial và rất là nhiều. Thì để làm đơn giản và dễ dàng hơn thì chúng ta sẽ sử dụng cái module có chức năng là HF đó. HF là cái từ viết tắt của High Picture. Thì ở đây á, là những module đấy sẽ có hỗ trợ tính năng về Modbus các bạn nhé, và nó tích hợp sẵn đó. Các bạn có thể so sánh như thế này, chúng ta sẽ chọn vào High Picture, chúng ta sẽ compare và so sánh với cái basic, chúng ta có thể mở ra để kiểm tra các cái thông tin coi nó như thế nào nhé. Đấy, các bạn sẽ thấy rất là rõ ràng bên đây đó, với HF đó, nó có hỗ trợ Modbus, Master và Slaver đó, tối đa là 32 device, còn bên này hoàn toàn không có, bên này là serial thôi đó, đơn giản vậy rồi đó. Do đó là mình sẽ sử dụng là module HF, rồi mình sẽ sử dụng là module HF đấy, kết nối vào đây. Rồi nó mới hỏi mình là bạn có muốn dùng cáp hay không, without cable hay là with cable. Thì nếu các bạn sử dụng without cable á, là các bạn mua module về nó có bao nhiêu cái deep, tức là cái chân nó, cái module interface của nó có bao nhiêu chân đấy, thì các bạn sẽ thấy ở đây này. OK, mình lấy ra mình chọn là without cable đi, thì các bạn phải thấy cái chân cổng này ấy, tự ra chợ mua cái cổng hàn vào đấu dây, nhớ trong trường hợp hàn sai đấu dây sai hệ thống nhiễu, nhiễu còn đỡ, nhiều khi ấy, đấu sai chập mạch hư đó. Thì thay vì cái chuyện đó, các bạn để đảm bảo an toàn, mình nói nếu các bạn có kinh nghiệm thì cứ làm. Đó, nó sẽ tiết kiệm cho mình một chút tiền. Đó. Thì chúng ta sẽ có một cái lạc rang ở đây á, đó là cũng khá là dễ dàng bằng cách là gì? Chúng ta change accessible, accessory. Accessory thì chúng ta with couple. Thì các bạn tùy theo hệ thống của các bạn là 5 m, 10 m hoặc là 15 m các bạn lựa chọn. OK, ở đây mình lựa chọn nó bao nhiêu? 10 m đi. Yes. Rồi, sau khi lựa chọn 10 m thì chúng ta có thể thấy mã hàng slot nó sẽ hiển thị ra đây và chúng ta thực hiện. Đó, khá đơn giản. Và trong trường hợp các bạn muốn hoàn chỉnh có thể là lấy một cái bộ nguồn ra cho nó đầy đủ ha. Rồi, chúng ta lấy một cái bộ nguồn. Và tương tự với S7300. Chúng ta có thể thấy trong S7300 config chúng ta sẽ sử dụng đó. Nếu các bạn sử dụng 1513 thì nó tương đương với 3155 HPNDP. Thì mình sử dụng thẻ nhớ là 52 MB không à, từ đó trở lên không, thẻ nhớ thấp hơn một ít tiền này nó không có đáng. Các bạn sử dụng làm sao cho nó thoải mái, không phải tính toán quá nhiều, không mệt đầu.
Rồi, cam location thì nó có hai cái dạng. Các bạn sẽ thấy nó có 340 đó, và 341. Thì 340 ấy, là nó chỉ hỗ trợ là Freeport Server, thì giống như là cái basic bên S7 1500 mà mình đã chia sẻ, là các bạn về phải đọc thanh ghi và tự lọc ra để tìm ra cái dữ liệu của vùng nhớ Modbus. Thì cái đó là chúng ta lọc ra. Còn đối với chúng ta muốn đọc Modbus á, chúng ta phải chọn đây. À, được không? Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ chọn dữ liệu vào vào Modbus như thế này. Đấy. Thì trong cái phần liên quan tới Modbus của chúng ta thì cái module 341 đó nó có khả năng hỗ trợ Modbus. À, tại sao nói có khả năng sử dụng Modbus? Tại vì nếu các bạn sử dụng module trên đó, thì nó hoàn toàn là serial report. Còn các bạn sử dụng module ở dưới đó, thì nó là có hỗ trợ. Và nếu các bạn lấy ra như thế này, nó mới hỏi các bạn là software selection hay là no software. Tức là nếu các bạn sử dụng no software thì các bạn sẽ không sử dụng được cái tính năng thư viện hàm của Modbus. Đó. Và như vậy thì cái module này 341 này nó tương đương với 340, nhưng mà module 340 rẻ hơn 341 các bạn nhé. Và khi các bạn muốn sử dụng Modbus, các bạn phải mua thêm cái software. À, mất thêm một khoản tiền. Chính vì lý do đó, các bạn nên chuyển qua S7 1500, nó rẻ hơn, tại vì các bạn không phải mua thêm cái license này. Đó. Đó là cái lý do mà mình muốn nói là hãy cố gắng chuyển qua S7 300, từ S7 300 lên S7 1500, nó tiết kiệm cho các bạn được cái license này. Cái này cũng là khá khá tiền đấy các bạn ạ. Và với cáp, ok, chúng ta chọn cáp, không vấn đề gì. Khi các bạn lấy ra, các bạn sẽ thấy nó đi kèm với cái license đi theo và cable như thế này. Các bạn sao lưu lại được, được chưa? Các bạn có thể vào order list. Các bạn thấy đây là toàn bộ các cái mã hàng cần thiết. Chúng ta sẽ export đó, nó ra thành cái file sale, chúng ta là Modbus list đó. Rồi với Modbus list các bạn có thể thấy đây thông tin mã hàng, và cái này các bạn chỉ gửi cho đại lý của Siemens hoặc gửi cho các bạn ở Siemens. Các bạn sẽ chạy giá và chào giá cho các bạn rất là nhanh và hoàn toàn đúng nhé, không có thiếu một cái chi tiết gì cho dự án của các bạn đó. Rồi đó. Còn nếu mà các bạn có thể là gì, đưa nó vào trong một cái industry mon đó. Đó. Hoặc là các bạn export information, các bạn có một cái tài khoản của support industry, các bạn đưa vào đây, các bạn lấy được những cái thông tin như hồi nãy mình nói, menu, datasheet, kết nối, ECAD, vân vân. Đó. Rất nhiều thông tin các bạn có thể coi đây, hoặc là certificate của module, những cái test title của nó. Rồi. Thì một trong những cái phần mình muốn giới thiệu phần mềm này cho các bạn và sử dụng đó là gì? Tại vì nếu mà các bạn cấu hình một cái project nó nhỏ nhỏ như thế này thì các bạn tự bốc tại trên TAA Select TAA Porto dễ dàng. Tuy nhiên các bạn tưởng tượng các bạn bốc khoảng 200, 300 hoặc 500 device, 500 IO hoặc 1000 IO. Các bạn ngồi đấy cấu hình lại trên trên gì ạ? À? Trên TAA Porto á, nó mệt lắm. Thì các bạn sử dụng cái tool này bốc rồi, bốc tách rồi, thì cái việc tiếp theo của chúng ta là dùng cái tool này export data và đưa cái data này import vào trong TAA Porto như thế này. Project export TAA Porto and ECAD system, chọn vào TAA Porto, chọn version mới nhất, chọn export, rồi mình sẽ thực hiện là gì? Modbus workshop project demo, chọn OK. Đấy. Khi thực hiện xong các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái Modbus list đó, với cái đuôi là rồi có thêm là Modbus selection với cái đuôi là AML, và cái đuôi này chúng ta sẽ add mod vào trong TA Porto.
như thế nào. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Ok. Rồi mình sẽ tạo một cái project mới, chọn đường dẫn vào đấy và chọn vào project demo, mình chọn select, mình đặt tên là My Workshop Modbus. Đó, tên tác giả, đường dẫn, comment tùy các bạn. Rồi chúng ta vào Project View. Chúng ta sẽ thực hiện là vào Tool Import CAX Data. Đó. Chúng ta chọn vào đường dẫn. Đấy, Desktop Project. Đó. Demo, chọn vào Modbus Select AML, chọn OK. Và việc còn lại của chúng ta là chờ. Sau khi thực hiện xong, chúng ta sẽ thấy một cái điều kỳ diệu, đó là chúng ta không cần phải cấu hình lại các cái phần hardware của PLC trên TA Portal đó. Và các bạn cứ nghĩ tương tự, nếu mà chúng ta có các cái chạm ET200 SP S7 1500 với rất nhiều IO đó, rồi chúng ta có S7 1200 các cái cấu hình của một cái dự án chúng ta bốc tách sẵn và bingo, đó, chúng ta có đầy đủ tất cả các cái cấu hình ở đây, chúng ta đã thực hiện xong, đó, các bạn có thể thấy. Và chúng ta có thể vào Device and Network để chúng ta coi, đó, cấu hình của S7 300, đó, và này chúng ta coi 1500, đó, cấu hình đầy đủ luôn, hoặc chúng ta sử dụng cho gì ạ, S7200, các bạn thấy rất là dễ dàng đó. Và đơn giản. Thì phần trình bày của Hiếu nói về lựa chọn thiết bị Modbus đó, thì tới đây chúng ta sẽ tạm nghỉ giải lao trong vòng khoảng 10 phút, và trong thời gian này Hiếu cũng sẽ trả lời tất cả các cái vấn đề của các bạn trong những cái nội dung trước đó. Thì bạn nào có thể là bật mic lên để nói chuyện trong thời gian này, và các bạn lưu ý sau khi thực hiện hỏi xong các bạn tắt mic giúp mình, tại vì nó ảnh hưởng tới âm thanh của những người khác nghe. Và thứ hai là các bạn có thể đánh câu hỏi vào ô chat nhé. Giờ mình sẽ để 10 phút này cho các bạn hỏi đáp. Và như vậy thì cái thời gian mà để cho chúng ta nghỉ giải lao rest đã hết. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với cái việc đó là cấu hình truyền thông Modbus RTU như thế nào. Thì các bạn trong có thể biết là trong phần này Hiếu sẽ nói về, thứ nhất là các cái đặc điểm chung của Modbus, thứ hai là chúng ta sẽ nói về Modbus function là gì, thứ ba là chúng ta sẽ nói về định địa chỉ cho một cái Modbus như thế nào và cách tìm nó, và một số cái kinh nghiệm để chúng ta thiết lập cái bộ điều khiển Semantic PLC S7 trở thành một cái Modbus Slave hoặc là Modbus Master. Thì nếu theo một cách nói nào đó chúng ta sử dụng cái bộ điều khiển này trở thành Modbus Slave và Master thì cũng không đúng lắm, nhưng mà nó thông thường các bạn hiểu như vậy. Về bản chất là nó biến cái module của con PLC trở thành cái gì, cái gateway Modbus đấy, thành là master hoặc slaver, thì nó sẽ chính xác, gần chính xác hơn. Tuy nhiên mà nói theo cái cách đấy thì nhiều bạn chưa hình dung. Thì chúng ta cứ hình dung là với cái module này sẽ hỗ trợ cho cái việc mà nó có thể giao tiếp là Modbus slave hoặc master ha. Và cái nguyên tắc truyền thông của Modbus RTU nó như thế nào?
thì chúng ta có thể thấy là để kết nối slave tới master đó, thì master sẽ gửi một cái message, gửi một cái khung truyền dữ liệu xuống slave. Thì trong cái khung truyền dữ liệu đấy nó sẽ bao gồm là địa chỉ của master slave, các bạn có nhớ đấy nào, là gì, slave ID đó. Hay còn gọi là slave address. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ có function code, hay là modbus function code, hay là mã chức năng. Mã chức năng dùng để gì, đọc dữ liệu, ghi dữ liệu, hoặc là một số cái thông tin khác nữa, thì chúng ta sẽ coi thêm cái phần mã chức năng trong phần tiếp theo. Và thanh ghi địa chỉ thì chúng ta phải biết là truy xuất cái dữ liệu input, output hoặc là holding register, tức là thanh ghi holding quả thiết bị, thì chúng ta sử dụng những cái địa chỉ nào đó, để chúng ta truy vấn nó. Hay là chúng ta sẽ sử dụng là các cái dữ liệu tham số cần truy vấn đó, ở đâu đó, hoặc là chúng ta lưu dữ liệu hoặc là đọc dữ liệu từ cái phần địa chỉ nào của device, của PLC đó. Và chúng ta sẽ có đưa ra là checksum CRC. Thì địa chỉ của thiết bị Modbus RTU sẽ đi từ 0 cho tới 247. Thì trong đó các bạn có thể biết là với Master PLC đó, hay là các PC, các hệ thống DCS nó chính là Master. Và mới Master thì nó sẽ không có địa chỉ, và hay nói chính xác là cái địa chỉ đấy là địa chỉ 0 đó. Đó, thì nó sẽ dùng cái địa chỉ này để kết nối với các cái slaver device, và một số cái thiết bị dùng để định địa chỉ cho Modbus slave nó cũng dùng cái địa chỉ này. Đó. Thì còn lại là từ 1 cho tới 247 là slaver. Đây là cái địa chỉ maximum của diện của Modbus RTU slaver. Và cái mã đặc điểm chức năng chung của Modbus thì chúng ta có thể thấy nó có khá nhiều mã. Như mình đã chia sẻ ở phần trước đó là chúng ta có khoảng là 255 mã. Tại vì sao ạ? Tại vì chúng ta có 8 bit thì 2 mũ 8 bằng 256, trừ đi cái giá trị 0 thì chúng ta còn 255 mã chức năng. Thì 255 mã chức năng đấy, chúng ta có mã 0 là để đọc bit gõ ra, mã 012 là đọc bit gõ vào, ví dụ như mã 05 là để ghi vào cho thanh ghi holding đó, vân vân. Đó, nó còn kéo dài cho tới 255 mã. Tuy nhiên không phải là cái module nào á, không phải controller nào, không phải device nào nó cũng hỗ trợ đầy đủ 255 mã đấy. Thì nó có thể là có mã này không có mã kia, và có những mã nó định dạng theo gì, theo thiết bị, theo nhà sản xuất đó. Còn đối với PLC S7 của Siemens á, sử dụng trên TA Porto á, đơn giản hơn nhiều. Đó. Thì để đọc ghi các cái địa chỉ ngõ vào, ngõ ra hoặc thanh ghi holding thì chúng ta chỉ cần gần như là chỉ cần dùng hai mã, với mã 0 là để đọc đó, dữ liệu, mã 1 là để ghi dữ liệu vào slaver. Đó. Thì trong cái phần cấu hình Hiếu sẽ hướng dẫn thêm đó, trong phần thực hành và sẽ giải thích ở trên đấy nhé. Còn đối với cái địa chỉ của Modbus Master, với địa chỉ của Modbus Slaver á, thì các bạn có thể thấy là địa chỉ của Modbus á, nó có hai cái định dạng, là định dạng standard và định dạng extension, hay còn gọi là extended. Đó. Thì nó cho phép cái dữ liệu về về Modbus nó nhiều hơn để các bạn đọc được nhiều thiết bị hơn, hoặc là dung lượng dữ liệu nhiều hơn. Thì đối với là Modbus theo dạng như là standard thì nó đi từ cái địa chỉ 1 cho tới là 400.000, từ 1 cho tới là 49.999. Đó là ở trên slide Hiếu đang trình bày, đây là gì ạ? Đây chính xác là theo dạng standard. Còn đối với cái định dạng extended thì nó đi từ 1 cho tới 400.999.999. Đó. Thế đấy là định dạng extended, và Siemens đang đọc về theo dạng extended để kết nối, để đọc được nhiều thiết bị hơn. Thì trong đó nó có những cái vùng nhớ để cho bit ngõ ra, bit ngõ vào. Đó.
hay là work ngõ vào, cũng giống như là các cái thanh đinh, thanh ghi holding để các bạn thực hiện đó. Và trong trường hợp nếu mà cái địa chỉ modbus đó, khi mà nhà sản xuất đó, người ta đưa ra các cái địa chỉ trực tiếp như là trong cái bảng này á, hoặc là cái dạng extended á, thì quá tuyệt vời. Điều đấy thì không còn gì phải bàn cãi nào gì, các bạn chỉ đọc dữ liệu, mở cái menu ra tìm tới gì, tìm tới là ví dụ như là chúng ta đọc thanh ghi holding thì các bạn chỉ tìm tới holding, nhìn cái mã 47031 chẳng hạn, thì đây chính xác là địa chỉ holding và các bạn lấy cái địa chỉ modbus và đọc trực tiếp vào mà thôi. Tuy nhiên á, cuộc đời cũng không đẹp sao hoàn toàn như vậy. Tại vì sao? Tại vì ghi nhiều thì nhiều khi á, người ta rút ngắn gọn lại. Tại vì có rất nhiều menu đó là người ta điều kiện là ok cái này là anh nào anh sử dụng modbus anh hiểu rồi, thì chúng tôi đã ghi ngắn gọn đơn giản lại là thanh ghi thiết bị, rồi việc còn lại là anh tự tìm ra theo cái chuẩn thôi, rất đơn giản. Thì trong những trường hợp nó không rút vào vào những cái chuẩn như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng là địa chỉ modbus bằng thanh ghi thiết bị cộng với offset. Thì offset của chúng ta dựa vào hai định dạng, một là standard. Thì nếu là standard thì chúng ta sẽ cộng với 40.001 hoặc 40.000. Và nếu mà rớt vào dạng extended thì cái offset này ấy, đó, nó sẽ bằng là 400.001 hoặc 400.000. Thì đây là một số cái kinh nghiệm nhỏ tại sao mình show ra ở đây. Tại vì rất nhiều bạn nhiều khi không tìm được thì chúng ta chỉ cần cộng với giá trị như thế này là các bạn hoàn toàn có thể tìm ra được cái địa chỉ modbus để chúng ta truy vấn dữ liệu. Trong một số trường hợp á, nó cũng không rớt vào cái trường hợp offset theo cái vùng này, thì đây là cái định dạng gì do nhà sản xuất họ quy định riêng. Tại vì chúng ta có những cái phần là mở cho người người thiết kế hệ thống, cho người xây dựng ra thiết bị, sáng tạo ra thiết bị, thì các bạn có thể sử dụng cái địa chỉ đấy trực tiếp. Đó. Thì cái phần đấy nó không nhiều lắm nhưng mà nó có ha, cũng đơn giản thôi, các bạn chỉ cần 4 phép thử hoặc nhìn vào thanh ghi, thì tối đa là các bạn có 5 phép thử là các bạn biết cái địa chỉ của mình chính xác hay không. Đó. Thì đấy là những cái thông tin mà cần thiết để cho các bạn nắm bắt được đó này, những cái gì mà chúng ta sử dụng. Rồi trong phần tiếp theo thì Hiếu sẽ hướng dẫn cho các bạn bắt đầu đi vào cấu hình của Modbus RTU như thế nào. Thì Modbus RTU thì các bạn sử dụng với Tia Porto hay còn gọi là cái phần mềm mà Step 7 Basic hoặc Professional, V bao nhiêu thì các bạn nhiều khi V11, V12, V13, V14, V15, và hiện nay mới nhất là V16 các bạn nhé. Thì chúng ta cũng đừng lo lắng làm quá nên vấn đề các cái phần mềm, các cái giao diện của nó sẽ là xem giống như nhau hết trơn á, nó chỉ có khác nhau là những module khác nhau thì hỗ trợ những function khác nhau mà thôi đó. Thì để hỗ trợ cho được thiết bị truyền thông được về Modbus á, thì các bạn cần phải chú ý ở đây đó là chúng ta phải sử dụng là HF các bạn nhé, sử dụng module HF thì chúng ta mới sử dụng được. Đó, HF lưu ý giúp Hiếu điểm này. Và khi khai báo xong các bạn phải chuyển qua chế độ là Modbus để nó thực hiện đọc cấu hình. Đó. Thì sau khi cấu hình cho cái Modbus xong rồi ấy, chúng ta mới xác định là kết nối là Slaver hay là Master. Đó. Thì đối với là Modbus Master thì chúng ta sẽ sử dụng thư viện trong là Modbus RTU. Đó. Thì chúng ta vào là Injection, chọn Communication, chọn vào Modbus RTU và các bạn chọn gì ạ? Chọn vào là Modbus Master hoặc là Slaver. Và ở trong đây chúng ta đang cấu hình master thì cách thức cũng khá là đơn giản thôi. Nôi ra là Modbus Master Rack and Rope kéo ra trong cái network của chúng ta thực hiện. Và trong đây thì chúng ta sẽ có là Modbus Address tức là địa chỉ của Slaver
Đó, modbus function code thì chúng ta có là mod 0 hay là mod 1 để thực hiện đọc hoặc ghi, hoặc một số cái mod khác nữa chúng ta sẽ coi trong cái menu hoặc là phần help của TA Porto. Đó. Và chúng ta sẽ có là địa chỉ bắt đầu để đọc hoặc là ghi dữ liệu. Đó. Và độ dài thì với PC Siemens và TA Porto thì cái độ dài dữ liệu này nó tính đơn vị bằng guộc, tức là mình để một là đọc một guộc, để hai là đọc hai guộc. Còn định dạng dữ liệu nó là gì thì chúng ta phải coi tương ứng. Ví dụ như chúng ta sử dụng real thì độ dài phải là hai. Tại vì sao? Real là dữ liệu nó cần double guộc, mà double guộc thì độ dài của nó phải là hai, tại vì double là hai. À, tương tự như vậy các bạn thực hiện. Và dữ liệu về pointer thì các bạn sẽ thực hiện con trỏ đưa dữ liệu vào đây. Và tương tự như vậy các bạn sẽ có những cái trạng thái ngõ ra là Status, Error, Busy và Done để báo. Thì đối với mình á, thì mình luôn khuyên với những cái học viên của mình đó là gì? Những cái chân Output thuộc về chân hiển thị Indicator đó, và những cái chân thuộc về báo Status thì các bạn nên fulfill để làm gì? Để khi có lỗi, có vấn đề á, chúng ta có thể đưa dữ liệu này lên HMI, đưa lên CADA hoặc là online trên TA Porto, chúng ta có thể view, chúng ta có thể dò từ nó, có thể tìm từ nó và tìm biết được nguyên nhân. Đó. Do đó là mình khuyên các bạn vẫn fulfill nhé. Đó. Thì chúng ta khai báo một cái master như thế này. Sau khi khai báo master xong thì chúng ta sẽ chuyển qua là khai báo cho complot. Đó. Thì complot ở đây nó sẽ có cái phần quan trọng đó là headway ID. Thì mỗi một cái module nó sẽ có một cái headway ID hay còn gọi là headway identify. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Thì trong trường hợp đối với cái TA Porto từ V14 SP1 trở đi á, thì các bạn sẽ không thấy trong cái configuration vào headway, các bạn sẽ không thấy được cái headway ID. Thì các bạn có thể vào trong trong gì ạ? Trong PC tab, hoặc xíu nữa Hiếu sẽ hướng dẫn các bạn tìm cái headway ID như thế nào nhé. Và chúng ta sẽ nôi cái modbus complot đưa vào đây, khai báo port, khai báo baud tức là tốc độ truyền, khai báo parity tính chẵn lẻ và response time. Thì response time nó liên quan rất nhiều tới gì? Tới dung lượng mà các bạn cần truyền. Đó, tức là số lượng mà dữ liệu nó cần truyền đi là một. Cái thứ hai là gì? Cái số lượng slaver các bạn kết nối, tại vì nó phải ví dụ như nó quét 1.000 mà các bạn đọc quá nhiều thiết bị, nó không đọc hết thì nó không có respond được và cuối cùng là nó error đó, và dẫn tới là chúng ta lại phải kích hoạt ngược trở lại. Thay vì điểm đó các bạn phải tính toán một chút xíu ở điểm này. Ví dụ quá nhiều thiết bị đọc phải mất là 3 giây thì các bạn phải để là gì ạ? 3 ngàn. Đó. Và tương tự như vậy tại vì đơn vị của nó tính bằng mili giây. Đó. Tại vì modbus thì tốc độ modbus RTU tốc độ nó không cao. Đó. Các bạn vẫn lưu ý từ 1.200 cho tới là 115.200 bit trên giây. Đó. Không cao. Và với modbus cái chân mà modbus DB ấy, thì nó cần trỏ vào một cái modbus base để làm gì? Để cái dữ liệu của cái modbus này á, nó sẽ truy vấn đó, nó cho phép là modbus master truy vấn vào trong nên nó trỏ vào trong với modbus master như thế này. Thì trên thiết bị mà của chúng ta nằm master chúng ta chỉ cần như vậy thôi. Đó. Tương tự như vậy đó, thì chúng ta những khai báo biến done, biến error và biến status để đọc đó, trạng thái. Thì nếu mà nó kết nối ok, không xảy ra lỗi đó, thì ngay lập tức biến done sẽ true và báo lên là hệ thống ok đã được kết nối rồi, đã có thể thiết lập rồi. Còn việc truyền dữ liệu, việc đọc dữ liệu như thế nào thì nó do Modbus Master thực hiện các bạn nhé, nó sẽ do Modbus Master. Thì đây là khai báo cho Modbus Master và tương tự với Modbus Slave. Thì Modbus Slave thì đơn giản hơn, đó là gì? Nó chỉ cần khai báo thứ nhất đấy là register holding, tức là anh cần có một cái vùng địa chỉ để định cái thanh ghi holding thì anh định đi số lượng bao nhiêu
do anh bắt đầu anh định ở đây đó, đưa ra thì nó theo một cái dạng pointer, là theo dạng con trỏ đó, để nó truy vấn dữ liệu. Thì cái phần này các bạn có thể coi thêm trong phần help khai báo, hoặc nếu bạn nào mà có thể coi trong cái profile net, cái workshop trước mình cũng đã hướng dẫn một số cái liên quan tới sự pointer như thế nào để chúng ta truy vấn địa chỉ ha. Các bạn có thể coi coi lại ở trên trang Siemens Việt Nam đó. Rồi cái địa chỉ Modbus Slave đó là gì? Các bạn muốn cái module đó là Modbus Slave, nhưng mà các bạn định địa chỉ cho nó là 10 thì nó là 10, và truy vấn vào từ master sẽ đọc 10, là đọc cái module của các bạn. Các bạn không thích số 10 thì các bạn thích một con số khác, viết nó nằm trong từ 1 cho tới 247. Và tất nhiên các cái chân đơn, chân error các bạn cũng khai báo tương tự như vậy. Đó. Và sau khi mà khai báo cho Modbus gì ạ? À? Chúng ta sau khi khai báo cho Modbus Slave xong thì tương tự như vậy, chúng ta khai báo cho Modbus Complot để cái địa chỉ của nó phải fix đối với master. Đó. Và cái box về truyền thông đó. Và Baurek Parity đó, phải khớp nhau đó. Và tất nhiên là nó cần phải có thêm là MB data, và nó sẽ trỏ vào slaver. Rồi thì cái phần mà cấu hình đối với Modbus Retool thì nó cũng đơn giản như vậy thôi. Các bạn có thể thực hiện và cấu hình lại đó. Và trong cái phần của mình tiếp theo là phần số 4, là vấn đề thứ tư của chúng ta, Hiếu sẽ hướng dẫn cho các bạn là cấu hình truyền thông Modbus TCP/IP, những cái đặc điểm của nó, quá trình thực hiện bắt tay và cái thiết lập giữa Modbus Client và Modbus Server. Thì mình sẽ nói qua về một số cái đặc điểm của Modbus. Thì trong đó Modbus TCP là một trong những giao thức mở. Tại sao nó lại giao thức mở? Tại vì nó là Modbus. Modbus là giao thức mở miễn phí, thì Modbus TCP cũng tương tự như vậy. Đó. Cũng là một giao thức mở và miễn phí đối với người dùng. Thì trong đó nó dựa trên cái nền tảng của giao thức là 7 lớp layer với cái mô hình của OSI. Đó. Thì Modbus TCP có thể được cấu hình hoặc lập trình qua kết nối là Profinet hoặc là Ethernet. Vậy Profinet, Ethernet là gì? Thì các bạn có thể coi lại trong cái phần mà Hiếu đã nói về Profinet ở một cái workshop trước vào tháng 4, các bạn có thể tham khảo lại hoặc hỏi lại ban tổ chức để xin lại các cái đường link và chúng ta coi lại ha. Thì trong đó các bạn có thể thấy là đối với Profinet thì chúng ta có thể thực hiện qua các cái onboard của controller S7-1200 và 1500. Đó. Các bạn sẽ thấy là với CPU onboard mà có cổng RJ45 thì chắc chắn nó hỗ trợ Profinet. Và để chọn ra những cái module mở rộng mà có hỗ trợ Profinet thì các bạn sử dụng những cái module CM. CM là từ viết tắt của Communication Module, thì nó sẽ hỗ trợ cho Profinet. Và tương tự như vậy thì nó hỗ trợ nền tảng của Profinet thì nó sẽ hỗ trợ nền tảng của Ethernet, thì nó cũng chính là onboard. Và các bạn muốn chỉ sử dụng những cái module mà hỗ trợ của Ethernet thuần túy thì các bạn sử dụng cái module CP, là từ viết tắt của Communication Processor. À. Thì cái việc kết nối của nó sẽ thông qua một cái cấu trúc dữ liệu được định sẵn là SDB với cái cấu trúc là TCON IPv4, là dùng để lập trình các cái truyền thông kết nối đối với TCP. Và chúng ta sử dụng là TCON Configurate. Thì nó sẽ thực hiện để cấu hình các cái kết nối. Và ở trên là dùng lập trình và ở dưới chúng ta chỉ cấu hình thôi. Tuy nhiên cho tới hiện nay thì những cái ứng dụng mà khi mình viết mình chia sẻ với khách hàng của mình giống như là làm quen và cảm thấy nó đơn giản dễ dàng rồi ấy, thì mình hướng dẫn khách hàng sử dụng là TCON IPv4 không à. Đó. Đó. Tùy các bạn sau cái hội thảo này các bạn thử kết nối với TCON
Configure ha, để thử xem cái việc nó kết nối dễ hay không. Các bạn phải muốn có nhiều kiến thức, các bạn phải trải nghiệm, các bạn phải 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 gì phải phải learning để các bạn được học được thêm nhiều cái kiến thức mới. Và Modbus TCP sẽ chiếm các cái tài nguyên truyền thông của OUC. OUC là từ viết tắt của Open User Communication. Đó. Thì nó sẽ chiếm cái tài nguyên về truyền thông kết nối của OUC. Và trong cái phần Profinet trước đây mình cũng nói về OUC rồi, các bạn có thể tham khảo lại nhé. Thì cái cổng mặc định hỗ trợ cho Modbus TCP ấy, là người dùng có thể sử dụng cổng Wellknow hoặc một cổng khác cũng được, tùy các bạn nhé. Và trong cái phần thực hành ấy, mình sẽ sử dụng định một cái cổng khác thay cho cổng Wellknow. Thì miễn sao cái cổng đấy ấy, nó chưa có bị đụng chạm hoặc là liên quan về cái cổng bọc ứng dụng khác thì các bạn lưu ý là không được để trùng. Thì đối với PC S7 1002 và 1500 đó, các bạn sẽ sử dụng cái Modbus TCP là sử dụng MB Client và MB Server để thực hiện. Thì đối với S7 1500 á, thì từ onboard cho tới là gì ạ? Cho tới là các module mở rộng đều hỗ trợ là Modbus TCP. Nhưng mà S7 1002 chỉ hỗ trợ onboard thôi. Như vậy trong trường hợp các bạn có cả Ethernet thì các bạn vui lòng. Vui lòng làm gì ạ? Các bạn vui lòng đó, mua thêm một cái card Profinet hoặc là Ethernet để các bạn sử dụng cho S7 1002. Tách hai cái lớp mạng này ra. Đó. Đừng sử dụng chung. Rất nhiều bạn đôi khi ở thấy chạy được ok, nhưng mà những cái truyền thông mà nó liên quan tới cái mức độ căn bản đơn giản, dữ liệu không cần quá quan trọng, không quá critical thì các bạn sử dụng được. Nhưng mà nếu nó critical đó, rất là nghiêm trọng để đòi hỏi thì các bạn vui lòng phải tách ra. Và cái này nó chỉ hỗ trợ cho những phần cứng của PC S7 1002, S7 1500 từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 cho tới nay các bạn nhé. Còn đối với S7 300, 400, WinAC hoặc là các ứng dụng khác thì sao? Các bạn phải mua một cái license TCP Modbus thì các bạn mới sử dụng được cái phần sần. Và cái license này cũng tương đối chứ cũng không phải là quá rẻ đâu. Do đó nếu các bạn với những cái ứng dụng mà làm về Modbus các bạn dùng 1.200, 1.500 là quá tuyệt vời. Đó. Rẻ, tiện, nôi ra khai báo, tất cả mọi thứ có sẵn. Và hai cái thư viện mà chúng ta sử dụng ở đây thì chúng ta vào Communication vào chúng ta chọn TCP để chúng ta thực hiện ha. Với MB Client là dùng cho thiết bị là Modbus Client và MB Server là dùng để cho thiết bị làm Modbus Server. Rồi cái nguyên tắc truyền thông của nó cũng đơn giản thôi. Nguyên tắc truyền của nó sẽ thiết là một cái kết nối connect. Đó. Đầu tiên nó sẽ phải thực hiện bắt tay được đã. Sau khi thực hiện bắt tay được rồi á, thì client sẽ gửi dữ liệu, gửi thông tin để truy vấn tới server. Server sẽ phản hồi thông tin này trả về cho client. Đó. Và sau khi thực hiện xong, nếu client không muốn tiếp tục nữa thì có thể là disconnect, ngắt kết nối này. Đó. Thì trong một số trường hợp á, cái server của chúng ta là thiết bị thụ động như là các cái đồng hồ đo năng lượng hoặc là các cái field device ấy, thì chắc chắn là cái việc mà ngắt truyền thông hay thiết lập truyền thông là do client thực hiện. Nhưng mà trong trường hợp chúng ta sử dụng một số cái thiết bị như là PUC, DCS, PC ấy, thì nó tương đương với một cái gọi là master server. À, tại gọi sao master server? Tại vì nó có khả năng lập trình thông minh. À, lập trình được là thông minh. À, đơn giản vậy thôi. Đôi khi chúng ta tư duy đơn giản lại một chút xíu thì chúng ta lập trình nó nhẹ nhàng. Thì với master server nó sẽ có thể là thiết lập là nó không thích kết nối nữa thì nó disable hay là disconnect. À, đơn giản vậy. Và những cái thiết bị của chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng được với những cái partner khác, hay nói chính xác là những cái third party, tức là Cebu, Siemens với third party đều ok, không có vấn đề gì hết trơn các bạn nhé.
Tại vì sao? TCP là giao thức mở. Thì đối với Modbus TCP client thì chúng ta sẽ chỉ cần chọn vào Convocation, chọn vào Other, chọn Modbus TCP thì nó sẽ có cái thư viện chúng ta cầm kéo vào trong đây khai báo. Thì các bạn sẽ thấy những cái chân này, Modbus Function này, Code này. Thứ hai là Data Length, tức là độ dài. Thứ ba, Data Pointer, giống y chang như là Modbus RTU. Các cái chân tham số ra cũng tương đương để khai báo. Thì nó chỉ có khác là cái chân T-Con, Connect. Thì chân Connect này các bạn sẽ định dạng một cái kiểu vùng nhớ dữ liệu theo cái chuẩn là T-Con IPv4 hoặc là gì T-Con Configurate mà chúng ta đã nói tới trong slide trước đó. Thì hầu như mình sử dụng là T-Con IPv4 các bạn nhé, tại vì nó đơn giản, cũng dễ. Thì trong đấy nó sẽ có là interface. Interface chính là hardware ID, ID quả device, tức là các bạn đang sử dụng cái thiết bị đấy là client, thì các bạn mở cái cổng port Ethernet ra, coi cái địa chỉ hardware ID của nó là gì và chúng ta khai báo vào đây. Cái thứ hai là ID connection. Rồi, ID connection của chúng ta là gì ạ? Là tự các bạn định nghĩa thôi. Các bạn thích định nghĩa nó là cái địa chỉ bao nhiêu để các bạn tạo ra một cái tunnel kết nối giữa client và server. Thì hai cái ID này nó phải map với nhau, tức là nó phải trùng với nhau. Connection style thì nó chính là kiểu kết nối. Và kiểu kết nối thì các bạn nó sẽ có cái số này giá trị 11 là TCP và 17 là UDP. Thì các bạn sử dụng là TCP thì là 11. Thì số theo số hexa thì A là 10 và B là 11, nên nó là 16 thăng 0B. Khá đơn giản đúng không các bạn? Đấy, 16 B. 16 thăng 0B. Và thiết lập kết nối thì nếu nó là client thì thiết lập kết nối này để trung. Đó. Và nếu nó là server thì thiết lập này kết nối phải là false, tức là không. Đó. Và remote address chính là cái địa chỉ mà nó cần remote tới, là địa chỉ bao nhiêu. Rồi chúng ta sẽ có remote port là cổng, hôm nay mình nói rồi đó, có thể sử dụng cổng web đâu, hoặc các bạn có thể sử dụng một cổng khác cho các bạn tự định nghĩa. Cái này do các bạn tự định nghĩa các bạn nhé, miễn sao không có trùng đó. Thì đối với cái Modbus client này như vậy, và tương tự như vậy đối với Modbus server thì các bạn thấy nó đơn giản hơn, nó không có quá nhiều. Tại vì sao? Nó là cái thiết bị sẽ tạo ra cái vùng nhớ holding register để cho client truy vấn vào trong hệ thống thì nó tự tạo ra để thực hiện. Còn các cái chân tham số này khai báo cũng đầy đủ ha. Rồi, connect tương tự như vậy thì connect của nó sẽ kết nối tới tới gì? Tất nhiên là nó phải kết nối tới client và địa chỉ của client. Thì đây là theo mã hexa. Các bạn có thể đổi ra đây là 192.168.0.10. Và tương tự như vậy, cái ID nó phải khớp với nhau, và ACTI này á, nó phải là false, tức là bằng 0. Đó. Và cái hardware ID này các bạn phải coi vào vào trong thiết bị. Đó. Thì trong một số trường hợp khi các bạn kết nối nó bị lỗi á, thì khá đơn giản thôi, đừng lo lắng. Thì các bạn go online. Đó. Các bạn vào trong Project View, các bạn chọn connection. Đó. Các bạn chọn connection, xem trạng thái kết nối và coi cái thuộc tính property, các bạn sẽ thấy là nó đang kết nối hay là không kết nối, và connection resource để các bạn kiểm tra nó kết nối như thế nào, có thực hiện được hay không. Đó. Thì đây là một số cái thông tin cơ bản để cho các bạn có thể cấu hình, lập trình và detect cái lỗi hay là diagnostic cái lỗi và để chúng ta thực hiện được. Đó. Thì trong phần tiếp theo Hiếu sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hành.
thực hành. Đó. Và chúng ta sẽ sử dụng trên TA Porto và PUC SimAdvanced. Tại vì sao? Không phải bạn nào cũng có điều kiện mua hai cái con PUC 1.500 để mà thực hành. Đó. Đâu có rẻ đâu các bạn. Tất nhiên đối với một cái hệ thống ấy, thì nó rất là rẻ. Nhưng mà đối với rất nhiều người mà muốn tự nghiên cứu ấy, đó, theo cái dạng cá nhân ấy, thì nó không rẻ. Ha. Thì Siemens có một cái gói là Starter Kit. Các bạn lưu ý nhé, Siemens có một gói là Starter Kit dùng hỗ trợ cho người dùng. Đó. Mua về nó sẽ bao gồm cả license phần mềm đi kèm. Đó. Đó. Và các cái module thẻ nhớ, tức là một nguyên một packet dành cho 1.500 hoặc là 1.200 hoặc là logo hoặc là màn hình để làm gì? Để các bạn tự nghiên cứu, các bạn có thể liên hệ với Siemens Việt Nam để được tư vấn cái gói đấy và mua về thực hành. Thì nhiều bạn ấy mua cả gói này về làm dự án cũng được, không sao cả. Tại vì Siemens bán gói này với một cái chi phí rẻ nhất để hỗ trợ cho người dùng thì các bạn có quyền mua nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua cái phần thực hành và mình sẽ mở lại cái phần mềm TA Porto. Và trong phần mềm TA Porto thì mình sẽ cấu hình, mình sẽ tạo ra một cái group mới. Mình tạo ra một cái group mới, add new group, mình là Modbus TCP. Rồi trong Modbus TCP thì mình sẽ cấu hình hai con controller 1.500. Tại sao phải là 1.500? Tại vì PUC SIM Advanced chỉ hỗ trợ cho 1.500, không hỗ trợ cho 1.200, và chỉ có PUC SIM Advanced với simulation được multi controller. Đó, đây là cái đặc điểm. Đó. Rồi mình sẽ khởi tạo một con controller với tính năng là PUC client. Rồi mình sẽ tạo thêm ra đây, mình chọn một con PUC 30 Cebu 1513, con này tương đương với 315 IP NDP ha. Thì các bạn lưu ý là cái dòng PUC Siemens S7300 á, nó cũng đang ở ở gần như là giai đoạn chuẩn bị sẽ chuyển qua một giai đoạn mới. Đó. Nên các bạn làm những dự án mới thì nên tư vấn dùng 1.500, nó sẽ chi phí rẻ hơn và tiết kiệm được nhiều cho các bạn. Đồng thời cái tính năng của nó với đầy đủ cái tính năng hỗ trợ cho các bạn. Đó. Để dùng 300 bây giờ lập trình nó cũng thứ nhất là lâu hơn, thứ hai là tool của nó không nhiều. Đó. Rồi mình sẽ vào trong Network View, những cái gì mình không sử dụng mình kéo xuống dưới, những gì không sử dụng kéo xuống dưới. Hai cái này mình sử dụng mình đưa vào đây. Đó. Phóng to cái giao diện này lên 200% để nhìn cho nó dễ kéo qua đây. Đó. Và chúng ta click vô đây để coi cái địa chỉ, có thể thay đổi nó, click nhẹ vô đây, click vô 111. Mình thích ở đây là gì nhỉ? 20. Mình đặt đây là 20. Mình thích địa chỉ đây là 21 thì mình 111 21. Ok. Rồi, sau đó để thực hiện được truyền thông thì các bạn cần phải enable cái tính năng này lên ạ. Chúng ta vào trong Protection and Security Connection Mechanics. Các bạn ok, mình quên mất. Chọn vô đấy. Xong, Permit Access. Cái động thái này nó cho dữ liệu đi ra khỏi con PUC, tức là gì? Cho phép truyền thông. Đơn giản như vậy thôi. Tương tự như vậy với server, chúng ta sẽ lựa chọn chọn vô đây. Và sau khi thực hiện xong thì các bạn có thể là compile hardware. Rồi, các bạn có thể compile hardware của thiết bị này. Và bây giờ thì mình sẽ mở PUC SIM Advanced.
mình đang mở cái PUCC mà pha lên. Đó. Ở đây mình chuyển qua đó là mình pin cái control này để mình có mở giao diện khác thì nó vẫn vẫn mở ở này để mình nhìn. Mình chuyển sang PUCC Advanced Adapter. Đó. Mình sẽ kiểm tra lại cái VTour này nó có cái gì, mình có thể xóa đi. À, VTour cũ xóa đi. Mình làm cái mới. Đó. Rồi, mình sẽ thực hiện là chọn vào trong bên đây để tạo ra một cái instance PUC. Rồi để thực hiện instance một cái PUC ấy, mình sẽ chọn vào đây. Ctrl C, Ctrl V, paste vào đây và đánh địa chỉ vào đây 192.168.111.20. À, các bạn chịu khó tìm hiểu thêm phần mềm này rất là hay nhé. Chấm không. Rồi, mình sẽ tạo ra một cái instance. Rồi, tương tự như vậy mình copy server. Mình đưa qua bên này. Mình đổi địa chỉ nó là 21. Đó. Mình chọn start. Tại sao 21? À, mình có thể coi lại network view này. Đó. Client 20, server 21. Đó. Và để thực hiện mô phỏng được thì chúng ta sẽ chọn vào trong cái tab trên cùng của project, chọn property, chọn vào protection và enable cái function simulation này lên, chọn ok. Đó. Sau khi thực hiện xong, các bạn sẽ click vô controller trên cùng, chọn online, chọn vào extended download to device. Và tất nhiên các bạn sẽ sử dụng thay vì cái card truyền thông thì các bạn sẽ chọn lại cái giao thức là PCSIM V2 Ethernet và các bạn tạo search. Sau khi thực hiện start search xong á, các bạn sẽ thấy cái địa chỉ 20, ok, nó trùng với client và đang thực hiện đúng client. Các bạn chọn load device. Và sau khi các bạn load hai cái device này xong, các bạn có thể đóng cái giao diện này ở đây được. Đó. Đóng giao diện gọi là đóng giao diện, về bản chất nó sẽ chạy ngầm cái nền tảng ở dưới nên các bạn yên tâm. À, đừng có lo lắng nhé. Ok, rồi. Đóng ở đây. Và tương tự như vậy, các bạn sẽ chọn online. Đấy, các bạn thấy bên đây nó run rồi này. Đó. À, không có. Đó. Các bạn sợ tất nhiên nó không có device, mình đâu có thiết bị thật. Thì mình kết nối chọn vào PC SIM này. Ừ. Mình cũng rất muốn làm thiết bị thật cho các bạn nhưng làm xong các bạn đâu thấy mình thao tác hoặc thao tác như vậy á, không phải ai cũng có điều kiện nên dùng SIM là tiện nhất. Ừ. Và đây là một trong những cái phần mềm rất là hay của Siemens để chúng ta có thể kết nối với những cái API khác. Rồi running rồi, các bạn có thể go online để kiểm tra này. Đó. Đó là dễ đúng không ạ? Rồi ok, mình có thể hạ nó xuống. Go offline. Và bắt đầu chúng ta đi vào phần lập trình. Chúng ta sẽ gọi ra một cái function, chọn ra một cái FC, chúng ta đặt là FC. Chúng ta chọn là FC 20 chẳng hạn với cái tên là gì? Modbus TCP. Các bạn thích tên gì? À, tên gì cũng được các bạn. 100 cũng được, tên gì miễn sao sử dụng là được. Rồi, đối với truyền thông khi thực hiện đó, chúng ta sẽ gọi nó trong trong gì ạ? Trong cái cycle interrupt, tại vì truyền thông chúng ta nên viết trong này nhé. À. Rồi, rồi chọn ok. Có rất nhiều các cái OB các bạn có thể tìm hiểu nhé. Rồi chúng ta có thể nối ra đây. Là gì? Rồi. Chương trình Modbus TCP trong ngắt chu kỳ. Đó.
sale lại cái ha. Tại vì các bạn tạo thói quen rất là dễ sale là Ctrl S bộ. Đó. Nó sẽ giúp cho các bạn đỡ phải cái trạng thái đang làm cúp điện. À, bingo là vậy từ đầu. Rồi, tới đây chúng ta làm. Chúng ta sẽ go open nó ra. Thực hiện đọc dữ liệu từ server. À, đọc dữ liệu từ server thì nó là client. Rồi, mình sẽ vào injection, thu nhỏ cửa sổ, chọn complication, chọn vào other, chọn modbus TCP, chọn client, drag and drop. Và các bạn có thể đổi là khi nó lấy ra nó cần một cái IDP thì chúng ta cần một cái IDP và chúng ta gọi là client. Chúng ta fix số 100. Ok, số 100. À. Và thói quen của mình là mình full fill IDP done. Done. IDP busy IDP error IDP status. À, khá đơn giản. Còn các chân này làm sao? À, chân này request true. À, các bạn có thể đọc thêm trong phần help. Đó, các bạn có thể đọc thêm là khai báo địa chỉ chân như thế nào, ý nghĩa như thế nào, tại sao nhìn vào mình có thể khai báo ngay. Thì các bạn chịu khó mất khoảng thời gian 50 phút hoặc nửa tiếng gì đó, tùy theo bạn nào tiếng Anh tốt, scan dữ liệu nhanh, đọc nhiều tài liệu. Các bạn nhìn vào đây thì các bạn sẽ thấy modbus mod, à, nó sẽ có những cái mod này, đó, mod không này, mod 0, mod 1, mod 2 thì tùy theo điều kiện các bạn dựa vào cái gì để các bạn thực hiện, hoặc là những cái mod khác thì nó truy vấn những cái thông tin khác nhau. Thì với những cái thông tin thông thường là mod 0 và mod 1 không ạ. Đó. Đấy, các bạn phải đọc thêm. Và chân connect, à, nó sử dụng là tcon IPv4 hay là tcon configure, thì các bạn có thể coi để định địa chỉ và các bạn sử dụng cho nó phù hợp. Đó. Các bạn đọc thêm trong đây. Đó. Rồi, mình sẽ cần tạo ra những cái tham số để lưu cái data này và đưa vào cái connect. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái block mà mình chọn là một cái DB với một cái DB1 chẳng hạn, và mình đặt tên của nó là DB TCP Connect. À, mình chọn OK, mình mở cái cửa sổ này ra. À, mình muốn coi hai cái giao diện này thực hiện. À, mình có thể đây là disconnect. À, mình có mod. À, mình sẽ có là data address, mình sẽ có là length, mình sẽ có là data. À, data point to point mình không cần đâu, tại vì mình muốn lưu vào một cái vùng nhớ riêng. Đó. Mình sẽ chọn là connect. Đó. Thì cái tham số này đơn giản, nó cầm drag and drop, cần drag and drop, rồi drag and drop, len, rồi nó lỗi à, không sao. Các bạn có thể coi lại trong cái phần help để coi các địa chỉ này, nó là data style nó là gì, thì mod của nó là USIN. Đó. Data address là UDIN. LAN là UIN. Đó. Và connect của nó là tcon gạch dưới IP gạch dưới V4. Các bạn đánh vào bình thường như thế này nhá. Đó. Đánh vào và enter. Khi enter các bạn sẽ sổ ra các cái giao diện như thế này. Đó, nó hết báo lỗi rồi. Thì còn cái chân này mình khai báo thiếu thôi. Thì cái ID connect này á, mình muốn đặt đây là 100. Ok. Kết nối ở đây là 11. Đó, các bạn có thể mở vào đây coi kết nối của nó là gì. 11. 11 thì là B. Đó. Rồi cái này chúng ta phải
phải phải phải smart lên một chút xíu, chúng ta phải xử lý nhanh. Rồi, thiết đập true tại vì sao? True tại vì nó là master đó. À là server. À là client các bạn nhé, sorry chỗ này. Nó true tại vì đang là client đó, nên là true. Rồi, chúng ta sẽ có là 192 168 111 và địa chỉ của server là 21. Chúng ta muốn sử dụng cái port hiểu no. Mình không thích sử dụng cái cổng well no nữa, mình muốn sử dụng cổng 2000. Ok, định nghĩa như 2000. Bingo. Đó. Port giờ mình muốn đọc thì mình để đây là mod 0. Địa chỉ bắt đầu của mình là 400.001. Mình bắt đầu đọc từ đây. Tại vì sao là 400.001 ha? Đó. Coi đây, F1 lại. Rồi, chúng ta sẽ có là data address. Đó. Data address thì các bạn có thể thấy với cement với extended thì nó sẽ hỗ trợ là 400.001. Các bạn có thể đọc thêm trong này. Đó, đọc thêm trong này. Đó. Chúng ta scan nhanh ha. Rồi, với length à, chúng ta muốn đọc 10 số integer. Tại vì sao? 10 số integer tại sao là 10? Tại vì integer nó cần dữ liệu là một word, nên 10 số integer mình thì cần là 10 word. Đó, nên 10. Muốn 20 thì 20. Đó, thì do chúng ta thay đổi ở đây. Rồi. Cái này mình đóng lại ha. Mình sẽ tạo ra một cái DB. Mình muốn đặt đây là DB 10 chẳng hạn. Rồi mình tạo đây là DB Lion Data. Ừ. Rồi sau khi tạo ra một cái DB Client Data này rồi, khai báo của nó dạng là gì? Ví dụ như mình receive. Receive. Và kiểu dữ liệu của mình là array. Mình đi từ 1 cho tới 10 of integer. Mình đọc 10 cái số integer đưa về đây. Đó. Có cần lưu không? Không, đọc về không cần lưu, tại vì đọc liên tục mà lưu làm chi, nó phí. Cầm kéo qua đây. Đó. Thì như vậy là nó sẽ là truy vấn 10 với độ dài hơn nãy lên ở đây là 10. Các bạn có thể thay đổi hoặc khai báo. Thì thông thường mình đưa vào khai báo như thế này tại sao? Mình có thể kết nối được với nhiều client, nhiều server khác mà mình thực hiện trên một khối thôi. Đó. Mình có thể thay đổi địa chỉ này, thay đổi tất cả các thông tin như mong muốn. Rồi. Sau khi thực hiện ok, mình đang nhầm. À, mình đang muốn thực hiện cho client mà mình đang nãy giờ mình làm cho server, không sao cả. Làm sao? Compile. Tia bọc tô mà. Quá tuyệt vời. Rồi. Cần chữ X. À không có cần chữ X thì cần chữ C. Cần chữ C trong path vào đấy. À, còn ở dưới này sao? Đóng hết giao diện này. À, mình muốn chia sẻ một cái này. Nếu các bạn làm có một cái nhầm lẫn không sao cả. Yes. Nãy giờ mình làm cho đây, server chưa có gì cả. Giờ có Lion thôi. Rồi, Lion đã đầy đủ các bạn nhé. Đầy đủ như hôm nay. Tạo xong. À, nó đang bị lỗi cái này. Không sao cả. Define một cái. Chọn dưới đây. Chọn vào. Rồi, ở đây mình có cái combine lại. Tác thiếu, đơn thiếu thì không sao cả, chúng ta làm gì nhỉ? Các bạn sẽ làm thế này. Complication. Chọn view order, chọn nó TCP, chọn client, cầm kéo ra. Đó. Và nỗi hả? Không sao cả, chọn vô đây là 100.
Rồi chọn vô đây là gì? IDB gạch dưới client. Đó, nó tạo ra xong rồi. Đó, hai cái này nó trùng nhau, cái tên trùng nhau, khớp nhau, tự tạo. Này xóa đi. Đó. Lập trình với Tia Porto, hiểu Tia Porto. Đó, thì các bạn có thể thực hiện khá là đơn giản. Combine à, đang có thể là đang bị lỗi hả? Không sao cả. Chúng ta sẽ thực hiện một cái lệnh combine như thế này. Combine software review. Bingo. Đó. Và chúng ta sẽ download chương trình extended download, kết nối to device và download chương trình xuống client. Cái việc mà các bạn làm có bị nhầm lẫn copy qua lại ấy, cũng đừng hoảng loạn, cái việc đấy ấy, nó nhỏ lắm. À, và chúng ta làm thì chúng ta cần phải bình tĩnh, go online. Rồi, nó sẽ nhảy ra một cái lỗi là 809B, thì những cái lỗi này có thể nó đang chưa có kết nối được với gì ạ? Được với server, tại vì server chưa có gì. À, và tạm thời chúng ta cứ để cái phần client như vậy. Chúng ta cấu hình cho server. Ok, cái phần này chúng ta xóa đi nhé các bạn. Xóa đi. Rồi, các bạn sẽ tạo ra một cái là FC. Đó, và chúng ta tạo ra là FC Modbus server, và chúng ta có thể để cái mặc định cũng được, không sao cả. Gọi nó trong OB1. Đó, sau đó vào khai báo với gì, với server, thì các bạn có thể đặt tên là IDB server. Đó, khai báo xong sẽ có thêm dữ liệu ở đây để các bạn tạo ra. DB TCP Connect. À, rồi có thể để là DB2 cũng được, không vấn đề. Chúng ta mở mở giao diện như thế này, chọn vào đây là Disconnect, chọn vô đây là Connect và chuẩn là tcon gạch dưới IP gạch dưới V4 Enter. Lưu những cái thông số này lại các bạn nhé. Đó. Rồi. Chúng ta sẽ có là 192 168 111. Chúng ta là 2 2 2 mấy à? 20. Tất nhiên địa chỉ của chúng ta. Rồi, chúng ta sẽ tạm thời ngừng ở đây bằng cách là chúng ta sẽ chuyển qua để so sánh hai cái bảng tcon connect này, nó phải mapping với nhau. Đó. Thì mình lưu cái này, giữ cái này lại ha, và mình mở cái data tp tcp connect này thì các bạn thấy địa chỉ ở đây. Đó. Địa chỉ ở đây là port, thì bên đây là local 2000, bên đây là true thì bên đây là false. ID này đó là 100 phải khớp. Rồi, còn phần interface này nó nằm ở đâu? Đó. Interface này ấy, các bạn có thể vào trong client, bên client chúng chưa khai báo này. Và chúng ta thử lại nhé. Trong client chúng ta click vô đấy, chọn vào system content thì nó là cái interface 1. Trong interface 1 nó có hai port, thì cái port nào cũng không sử dụng mà mình chọn vào interface thì nó là 64. Như vậy đối với client là 64. Vậy mình muốn kiểm tra server thì sao? Chọn vô đây. Thu lại. Đó. Kéo dịch qua coi server như thế nào. Server click vô đấy và nó cũng là 64. À, tại vì sao? Cổng mặc định đấy các bạn ạ. À, không có gì cả, đây là cổng mặc định. Thì các bạn đánh vào đây hai là cái là 64, tại vì hai cái cổng này giao tiếp với nhau. Rồi, ok, enter. À, thực hiện combine.
đóng giao diện này lại, tại vì nó mapping rồi. Thì việc tiếp theo của các bạn là cầm kết nối vào đây, cầm kết nối vào đây, và chúng ta sẽ tạo ra đối với register holding thì các bạn tạo ra một cái DB. Ví dụ như chúng ta tạo ra là DB 10 hoặc là DB 20 tùy các bạn. Thì đây chính là DB holding. Trong DB holding cái này các bạn lưu lại mở này thì các bạn đây là thanh ghi register đấy, thì các bạn muốn chỉnh nó là array 1 cho tới 100 hoặc 1000 tùy các bạn nhé. Of integer đó. Các bạn cần lưu lại cái giá trị này, cầm nôi vào đây. Rồi các cái chân này thì chúng ta là IDB, chúng ta sẽ là NDR, rồi IDB DR, rồi đó, DR IDB error IDB status. Rồi là chúng ta đã lập trình xong đó. Bây giờ các bạn combine combine chương trình tương tự như vậy, các bạn cũng combine ở đây. Và hôm nay chúng ta có thể thấy là chương trình của chúng ta download lại trong controller. Rồi sau khi download lại, chúng ta sẽ vào chương trình ở đây, go online. Đó, cái mã lỗi là như thế này đúng không? Mã lỗi ở đây. Và giờ chúng ta sẽ download vào server như thế nào? Download and reset. Đó. Tức là download reset nó sẽ xóa đi những cái dữ liệu trước đó để nó download cái mới. Thì tương tự như vậy với client thì chúng ta cũng download and reset cho nó chắc ăn. Đó. Và chúng ta shop on load chương trình xuống và start. Chúng ta online. Thì cái địa chỉ các bạn thấy cứ là gì? 7005 7006 là cứ true done, rồi true là done, rồi busy tức là nó đang truyền nhận. Đó. Chúng ta có thể diagnostic thông tin thông qua cái network data. Đó, các bạn cầm giao diện kéo như đây, chọn là connection. Thì trong đây chúng ta sẽ thấy online này, chúng ta cũng go online luôn. Chúng ta sẽ thấy này gì? Client này. Chúng ta chọn vào diagnostic. Chúng ta come location info. Đang kết nối. Ok, nó active cái cổng của client kết nối với partner cổng này. Rồi mình chuyển qua là server thì sao? Server nó sẽ kết nối cái cổng này cho tới địa chỉ. Server phải đây chứ, server đây. 20 thiết lập là không có active tại vì nó là server, nó đang kết nối với cái địa chỉ partner là đây. Bọc hai cái có thể là phải là map nhau. Rồi cái việc mà truy vấn như vậy, chúng ta có thể online bằng cách chọn các cái data này như thế này, click vào đây giữ data và data holding này, chúng ta click vào đây go online. Thì bên đây đọc 10 thôi đúng không các bạn? Bên đây là sẽ là 10 cái bên này, 10 cái nhận này sẽ tương đương với 10 cái thanh ghi ở bên đây, tại vì hai cái mapping. Rồi các bạn có thể thay đổi giá trị ở bên một bên 192 thay đổi ngay 168. Rồi 111. 999 thì đây là nó sẽ thay đổi ngay lập tức, còn bên này á không thay đổi được. Lý do là gì? Mình vừa thay đổi giá trị mới nó ghi đè,
và quá trình ghi như vậy nó liên tục đó. Tại vì bên này đang đang nhận dữ liệu từ từ các cái thanh ghi register holding vào đây đó. Đấy thì các bạn thấy cái việc truyền thông như vậy nó khá là đơn giản và cũng rất là dễ dàng đó. Thì các bạn có thể theo dõi thì cái project này mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn nhé. Và cái việc cấu hình như vậy cũng khá là đơn giản và dễ dàng. Thì chúng ta có khoảng thời gian là khoảng 20 phút để chúng ta hỏi đáp. Thì các bạn có thể bật mic lên hoặc là trao đổi các cái nội dung thông tin liên quan. Như vậy thì cái phần câu hỏi của chúng ta tạm thời kết thúc. Bạn những bạn nào có tiếp tục câu hỏi thì cứ ở lại cuối chương trình và Hiếu sẽ trả lời các cái câu hỏi cho các bạn. Thì để tham khảo thêm và tìm hiểu thêm về những cái câu hỏi này hoặc là các bạn muốn tham gia vào một cái group của Siemens Việt Nam thì đó là chúng tôi có cái group là Automation Forum, là nơi đó các bạn sẽ đặt những câu hỏi và được các chuyên gia của Siemens trả lời về các cái vấn đề giải pháp liên quan tới tự động hóa và số hóa của ban công nghiệp số Siemens, và các bạn sẽ được trả lời bởi bởi người của Siemens đó. Và trong trường hợp các bạn cảm thấy cái workshop này chưa thỏa mãn, chưa đáp ứng đủ nhu cầu của các bạn, không sao cả, tại vì đây là workshop, nó chỉ kéo dài trong bao nhiêu lâu ạ? Trong vòng khoảng 1 tiếng rưỡi cho tới 2 tiếng, và còn rất nhiều cái các bạn muốn học, muốn tìm hiểu nữa, không sao. Siemens Việt Nam có trung tâm đào tạo tự động hóa và số hóa Seatrend, nơi cung cấp các khóa học đáp ứng từ tự động hóa tới số hóa, PLC, màn hình, SCADA, driver, DCS, chúng tôi có đầy đủ. Và các bạn có thể vào trong group để tham khảo là những cái hoạt động của chúng tôi trong những năm vừa qua, để các bạn thấy chúng tôi đã phục vụ cho rất nhiều khách hàng. Và nếu các bạn mong muốn tới học Siemens để lấy những cái certificate mang một cái tầm cỡ quốc tế và được giải quyết bởi những người làm việc tại Siemens với những chuyên gia của Siemens, thì các bạn có thể liên hệ thông tin ở trong group, hoặc các bạn có thể liên hệ thông qua cái địa chỉ email của mình. Thì rất là cảm ơn cái sự quan tâm theo dõi của tất cả các bạn, và cái buổi thuyết trình tới đây là kết thúc. Xin chúc mọi người sức khỏe, vui vẻ và hẹn trong một cái buổi workshop khác, online khác hoặc offline chúng ta thực hiện. Và những ai có nhu cầu về đào tạo vui lòng liên hệ địa chỉ email của Hiếu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những hội thảo lần sau. Xin chân thành cảm ơn.